có hàng tá các nội dung review, phê bình và đánh giá đang tồn tại nhan nhản trên các nền tảng truyền thông. Từ phim ảnh, âm nhạc cho tới thực phẩm, bất kỳ loại hình văn hóa, nghệ thuật hay giải trí nào đều có thể được đem lên bàn cân để đánh giá. Và đơn vị đưa ra đánh giá chúng cũng có đủ các thể loại khác nhau. Có thể kể đến các đơn vị truyền thông được kiểm duyệt bài bản, những người tung review bẩn để câu kéo danh lợi cho bản thân, hay chỉ đơn thuần là những người có ham muốn nói lên cảm nghĩ của mình về một điều gì đó. Việc chúng ta thưởng thức và đánh giá một đối tượng nào đó chưa bao giờ là xấu, nhưng khi bắt đầu dính dáng tới truyền thông thì những ý kiến chủ quan hoàn toàn có khả năng trở thành con dao hai lưỡi, vừa có thể gây hại cho người khác và cũng có thể gây hại tới chính những người đưa ra đánh giá. Sự bùng nổ của truyền thông khiến cho ai cũng có thể dễ dàng đưa ra nhận định của bản thân, kèm theo việc các nhận định có thể được dễ dàng tiếp cận, phần nào đó đã giết chết khái niệm review truyền thống. Vậy như thế nào mới là phê bình chính quy? Tại sao truyền thông vốn là gốc rễ của ngành phê bình, nay lại tự tay dập tắt nó? Cái trải nghiệm ấy, nó sẽ không có giá trị gì nếu như mình không có khả năng tinh lọc, đúc rút nó. Sẽ có người inbox cho anh bảo, tại sao ông lại để cho một cái bài nó vô cùng sai này tồn tại trong cộng đồng? Bởi vì cái việc mà một người nói sai, đấy là quyền của họ. Không phải bởi vì họ nói sai mà mình cấm cái quyền phát ngôn của họ. Tức em nói đúng có thể không ai nghe, nhưng anh nói sai trong bị cả cộng đồng vào chửi. Cái bài học đấy nó lớn hơn rất là nhiều. Một người sống nguyên tắc chỉ là một cái từ để mô tả về một người mà sống có mục tiêu rõ ràng. Khi mình có mục tiêu rõ ràng thì mình sẽ có nguyên tắc thôi. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Thế nào mới là review chuẩn? Theo đúng nghĩa của từ điển Cambridge, review là khi nhà phê bình viết một nhận định và đánh giá cá nhân của mình về một cuốn sách, một vở kịch, một bộ phim. Còn theo từ điển Oxford, review là một bài đánh giá phê bình để đăng trên báo hoặc tạp chí. Theo như định nghĩa này, những bài đánh giá được chọn đăng tải phải tới từ người được lựa chọn một cách kỹ càng và phải có chuyên môn cao. Có hai kỹ năng tối quan trọng với một người theo ngành phê bình, đó là kỹ năng truyền tải và chuyên môn về đối tượng mà họ đưa ra nhận định và đánh giá. Đối với kỹ năng truyền tải, đây là một loại kỹ năng mềm mà ai cũng cần phải có. Nhưng đối với những người theo ngành, tầm quan trọng của nó lại được đẩy lên cao hơn. Ngay từ ban đầu, ngành phê bình và ngành truyền thông báo chí đã là hai chủ đề luôn luôn đi đôi với nhau. Đánh giá của một người sẽ chẳng thể có sức nặng nếu như nó không được phổ biến rộng rãi thông qua một phương tiện truyền thông đại chúng nào đó. Và để thuyết phục được công chúng, nhà phê bình phải có kỹ năng truyền tải để cụ thể hóa được những cảm nhận và trải nghiệm của cá nhân đến với người khác một cách chi tiết. Sự truyền tải thông tin có thể được thể hiện qua nhiều dạng khác nhau. Ngày nay, nó tồn tại chủ yếu ở dưới dạng nói và dạng viết. Kéo theo đó là kỹ năng nói và kỹ năng viết của nhà phê bình cũng cần phải được cải thiện. Bên cạnh kỹ năng truyền tải, kiến thức chuyên môn là một yếu tố phân biệt rõ ràng một nhà phê bình thực thụ với một tay review mõm. Ví dụ, một người phê bình ẩm thực thì phải có chuyên môn về... Tất nhiên là ẩm thực, bao gồm cả việc hiểu rõ nguyên liệu cấu thành một món ăn, các hương vị của từng nguyên liệu được chế biến và kết hợp với nhau một cách hài hòa như thế nào, có tôn mùi và vị của nhau lên không, có bù trừ khuyết điểm của nhau hay không. Cũng tương tự như vậy, một nhà phê bình phim thì sẽ có những kiến thức học thuật liên quan tới bộ môn nghệ thuật thứ 7. Một game reviewer thì nên có kiến thức nhất định về ngành thiết kế game. Đó là chúng ta chưa bàn tới một thứ khá là trừu tượng là khả năng cảm thụ của người đánh giá. Bởi nó là một yếu tố bản năng, chưa chắc tất cả mọi người đều có thể học và mài giũa theo thời gian. Tuy nhiên, có những kỹ năng cần thiết để trở thành reviewer sẽ không thực sự giúp một người có thể sản xuất một bài đánh giá xuất sắc. Sự đồng cảm và tính sáng suốt cũng là yếu tố quan trọng để có một bài phê bình hay. Tuy vậy, với sự phát triển của ngành truyền thông hiện đại, thật khó để có thể làm ra một bài review công tâm. Bản thân dạng nội dung phê bình đã có tính chủ quan rất lớn, bởi nó là cảm nghĩ và đánh giá của cá nhân một người. Nhưng đồng thời nó cũng phải khách quan để đáp ứng được một vài mục tiêu mà bài review đó nhắm tới. Cán cân chủ quan khách quan không bao giờ có thể nằm ở mức cân bằng, nhất là khi càng ngày có càng nhiều yếu tố có thể tác động vào cán cân đó. Có rất nhiều nguyên do để một bài review được ra đời. Mục tiêu này phụ thuộc vào đơn vị muốn sản xuất bài đánh giá ấy. Chúng ta nên thẳng thắn với nhau là những gì được sản xuất từ truyền thông đều được nhắm tới một mục tiêu nào đó, chứ chẳng có ai lại lên bài để cho vui thôi cả. Tôi sẽ phân loại mục tiêu của một review dựa vào cá thể muốn sản xuất bài đánh giá đó. Đầu tiên là cá nhân người phê bình, thứ hai là đơn vị truyền thông, và thứ ba là đơn vị được đánh giá. Trong tâm lý học, theo lý thuyết về cấu trúc tâm lý của Sigmund Freud, con người luôn có ham muốn thể hiện cái tôi trong tiềm thức.
ham muốn thể hiện cái tôi của con người được cho là có nguồn gốc từ ID, nơi mà các nhu cầu cơ bản như là ăn uống, tình dục, sinh sản và thỏa mãn được thực hiện. Tuy nhiên, khi các nhu cầu này không đáp ứng được, nó có thể gây ra căng thẳng và lo lắng trong tâm trí của con người. Bởi vậy, con người có mưu cầu sự tôn trọng và được công nhận từ người khác như một cách để giảm bớt căng thẳng và lo lắng này. Việc đưa ra đánh giá, nhận định và phê bình của cá nhân về một sự vật, sự việc nào đó cho người khác biết cũng là một cách hành động để thể hiện cái tôi cá nhân một cách vô thức. Nói cách khác, tất cả con người theo một cách nào đó đều là một người đánh giá, đưa ra những nhận định của mình để khẳng định cái tôi của bản thân, phát triển hơn là sự nổi tiếng và được công nhận. Tôi không nói rằng ham muốn nêu lên ý kiến cá nhân là sai, nhưng khi truyền thông bắt đầu được phát triển, con người có thể nêu ý kiến công khai một cách dễ dàng hơn. Kèm theo đó là những nhận định không chuyên cũng sẽ dễ dàng gây ra cái nhìn sai lệch về thứ mà họ nhận xét. Theo như nhà tiểu luận kiêm nhà phê bình người Mỹ Daniel Mendelsohn, phương trình đối với các nhà phê bình, kiến thức cộng cảm nhận bằng phán xét có cơ sở. Còn đối tượng trưởng phòng phê bình âm nhạc của tờ The New York Times giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1980, ông Harold C. Scornberg cho rằng các bài đánh giá không nhất thiết phải dành cho độc giả, chẳng phải cho nhạc sĩ. Phán xét đúng hay sai không phải là việc của nhà phê bình, công việc của họ chỉ đơn giản là bày tỏ ý kiến bằng từ ngữ mà người khác có thể đọc được. Từ thuở sơ khai của truyền thông, khi mà người ta vẫn còn tìm sách viết tay và báo in giấy thủ công để đọc những cái bài viết đánh giá, các nhà phê bình chỉ được công chúng chấp nhận nhờ vào chất lượng đánh giá và danh tiếng cá nhân của họ. Các nhà phê bình có sức ảnh hưởng về nghệ thuật, âm nhạc, sân khấu và kiến trúc thường trình bày đánh giá kèm theo các lập luận của họ trong một cuốn sách hoàn chỉnh rồi được xuất bản. Ví dụ như là cuốn Seven Lamps of Architecture and the Stone of Venice của John Ruskin. Nhưng không phải ai cũng muốn hoặc có thể tiếp cận các đánh giá hàn lâm như vậy. Phải đến thời kỳ báo giấy được phổ biến, cũng là lúc mà các bài đánh giá được tiếp cận với đại chúng một cách dễ dàng hơn. Công chúng và các nhà phê bình đều bắt đầu hình thành mối quan hệ hai chiều. Các nhà phê bình được phép tự do sử dụng chuyên môn của mình để đánh giá, khẳng định bản thân và xây dựng danh tiếng cá nhân. Còn đại chúng thì muốn đọc các bài phê bình từ chuyên gia để xem góc nhìn của họ có khác gì, đồng thời để tìm ra các tác phẩm kiệt xuất để tự mình thưởng thức. Cũng bởi vậy mà những chủ thể được đem ra để đánh giá bằng một cách nào đó nhận được sự thu hút vô cùng lớn từ đại chúng. Năm 1952, vở kịch The Quarrymore của nhà văn Arthur Miller bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các nhà phê bình. Nhưng doanh số thì tăng vọt nhờ vào những bài chỉ trích được phổ biến rộng rãi bởi truyền thông. Đây chẳng phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất. Nhưng cũng chính từ những vụ việc như trên, các tòa soạn bắt đầu nhận ra rằng họ có thể làm kinh doanh dựa trên các chủ đề này theo nhiều cách khác nhau. Họ sẽ sử dụng các bài phê bình để khiến cho các tờ báo của họ bán đắt như tôm tươi. Họ cũng có thể bán các gói quảng cáo trá hình thông qua các bài phê bình và đánh giá. Bởi vậy, một công ty tìm tới đơn vị truyền thông để book bài đánh giá chưa chắc đã là do đơn vị truyền thông ấy làm tốt việc review, mà chỉ để các công ty tối ưu độ phủ cho sản phẩm mà họ muốn quảng bá. Đối với các đối tượng được đem lên bàn cân, không phải ai cũng được may mắn như vở kịch The Crucible kể trên. Tôi xin thử lấy ví dụ trong bộ phim Ratatouille, nhân vật nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng Anton Ego là một người khách khó tính, mang trên mình cây bút cùng những lời đánh giá sắc lẹm. Chỉ cần một lời chê của Anton thì cũng có thể thổi bay một sao Michelin, khiến nhà hàng phải điêu đứng, thậm chí là sập tiệm. Ngoài đời không hề thiếu các trường hợp tương tự, năm 2003, nhà phê bình ẩm thực Ruth Rachel đã viết một bài phê bình vô cùng tiêu cực tới nhà hàng New York Square Times của đầu bếp Rocco Di Spirito, khiến doanh thu giảm sút, dẫn đến việc đầu bếp kể trên bị sa thải. Tất cả chúng ta cần phải suy xét hai mặt của vấn đề này. Sự tồn tại của các nhà phê bình là cần thiết, bởi có đánh giá và nhận định từ những người có chuyên môn, các đối tượng được đánh giá mới có thể tìm được hướng phát triển và cải thiện. Người được hưởng lợi nhất luôn luôn là đại chúng và nền tảng văn hóa của thế giới. Nhưng ngược lại, nếu bài đánh giá mang tính triệt hạ sẽ khiến cho hai chữ phê bình mất đi hoàn toàn ý nghĩa ban đầu của nó. Nhưng đáng buồn thay là không phải đơn vị truyền thông nào cũng tôn trọng ý nghĩa của phê bình. Họ coi đó là một trong rất nhiều cách để làm kinh doanh thông qua truyền thông. Cách làm kinh doanh này tới nay vẫn chưa hề lỗi thời, thậm chí là vẫn phát triển mạnh mẽ cùng với công nghệ truyền thông hiện đại và tạo ra tiềm năng khổng lồ cho ngành này. Truyền thông hiện đại đang giết chết ngành phê bình. Như tôi đã nói ở phần trên, công nghệ truyền thông hiện đại đã quá phát triển. Các nội dung phê bình và đánh giá có thể dễ dàng được đăng tải trên các nền tảng trực tuyến và có thể dễ dàng tiếp cận tới bất cứ ai. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí, lên YouTube search bật bậy một keyword là cũng ra hàng tá các nội dung đánh giá. Hay sự nổi lên của các nền tảng đánh giá như là Blog Critic, Rotten Tomatoes, Yep,
Metacritic, vân vân. Uy tín có, mà từ những người vô danh cũng chẳng thiếu, chúng không cần phải qua một bộ lọc nào cả. Trong khi các nhà phê bình chuyên nghiệp truyền thống chỉ được công chúng tiếp nhận bởi kỹ năng chuyên môn và danh tiếng của người đánh giá. Cũng bởi vậy mà chúng ta mới được chứng kiến đủ các loại câu chuyện trên trời dưới biển về các phê bình đến từ các reviewer nửa mùa. Như là hai sếp Word trong khi review ẩm thực trên TikTok, theo Tèo Phạm, là Thanh Thanh với cả Không Bị Ngọt Quá, nó là reviewer starter pack rồi, cho nên bạn không cần phải lo gì cả. Nếu mà chúng nó còn cãi được bạn thì bạn bồi thêm một câu nữa. Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình. Vâng. Hay là như đợt trên trang tin game IGN đánh giá trò chơi Spider-Man ra mắt trên PS4 là Not Enough Water. Sự kiện này khiến cho IGN khốn đốn vì sự phản đối của cộng đồng, để rồi sau đó phải sa thải người viết bài đánh giá thảm họa ấy và lên lại một bài đánh giá khác hợp lý hơn. Còn rất nhiều các trường hợp trớ trêu khác mà tôi hoàn toàn không muốn chỉ định danh, như vụ việc một vài food reviewer TikTok lên video đánh giá triệt hạ các quán ăn vỉa hè mới trên VTV24. Trong khi tôi nghĩ nguyên do của những sự việc này đến từ các nền tảng số đang quá phát triển để bất cứ ai, dù có chuyên môn hay không, đều có khả năng tự biến mình thành một reviewer. Phần nào đó đã khiến cho phê bình mất đi một vị thế và ý nghĩa vốn có của nó. Và mặt khác, đại chúng cũng đang quá dễ dãi trong việc tiếp nhận các bài phê bình và đánh giá nhan nhản ở trên mạng. Cách đại chúng phản ứng với quan điểm của người đánh giá cũng khác đi bởi truyền thông hiện đại đã bắt đầu có tính hai chiều. Thậm chí là các reviewer cũng có thể bị công chúng đánh bay sự nghiệp bởi chỉ đơn giản là họ đang làm công việc của mình. Vậy thì câu hỏi đặt ra hiện tại là: vậy nên đánh giá và tiếp nhận đánh giá như thế nào? Như đã nói ở phía trên, nội dung đánh giá là một dạng nội dung vừa có tính chủ quan, vừa có tính khách quan. Đã là cảm nhận cá nhân thì mỗi người mỗi khác. Khi đã tìm đến các bài review, mục tiêu của mọi người phần lớn là muốn xem trước trải nghiệm của những người đi trước để không phí tiền, phí thời gian và công sức của bản thân để cùng trải nghiệm những điều tương tự. Các reviewer cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích và giúp cho người tiêu dùng đưa ra quyết định đúng đắn về sản phẩm hoặc là dịch vụ. Tuy nhiên, cũng cần có lưu ý rằng không phải tất cả các review đều đúng. Nó hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại quan như là định kiến cá nhân, tình trạng cạnh tranh trong ngành và mục đích tiếp thị của các công ty. Do đó, đại chúng nên đánh giá các review bằng cách xem xét các thông tin chi tiết và tính xác thực của chúng. Nên đọc nhiều review từ nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn toàn diện về sản phẩm hoặc là dịch vụ đó. Đồng thời, cũng nên đánh giá các review dựa trên nhu cầu của bản thân và mục tiêu của sản phẩm hay là dịch vụ đó. Ví dụ, bạn không thể so sánh một bộ phim hành động phục vụ mục đích giải trí với một bộ phim hàn lâm được mang đi để tranh giải Oscar. Hoặc là không thể đánh giá một món ăn bình dân rồi đặt lên bàn cân với cả một món cao lương mỹ vị để rồi quy chụp nó tốt hay là dở được. Điều này đúng không chỉ với đại chúng mà còn đúng với tất cả các reviewer hiện đại để giữ được tính công bằng và khách quan cho các sản phẩm đánh giá của mình. Những đánh giá được đưa ra cũng phải dựa trên các fact về chính chủ thể. Thay vì chỉ đưa ra những phán đoán chủ quan, hãy tập trung vào các chi tiết cụ thể về sản phẩm hoặc là dịch vụ đó. Đồng thời cần phải đưa ra những lời khuyên mang tính xây dựng để phục vụ mục tiêu tối thượng của việc phê bình, khiến cho các sản phẩm được cải thiện và phát triển, chứ không nên sử dụng thái độ cực đoan để tiến hành triệt hạ các đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Dù sao đi chăng nữa, vẫn phải nhấn mạnh lại rằng, dù có khách quan đến thế nào, một bài đánh giá kiểu gì cũng có tính chủ quan của người viết trong đó. Đã là ý kiến cá nhân, thì tất cả các ý kiến đều nên được tôn trọng. Ngược lại, các nhà sản xuất và nhà cung cấp cần lắng nghe phản hồi của người tiêu dùng để cải thiện và sửa chữa sai sót, khuyết điểm trong chất lượng của sản phẩm và dịch vụ để hướng tới sự phát triển. Hãy cùng nhau khiến cho văn hóa phê bình trở nên tích cực và giữ đúng bản chất tốt đẹp nguyên thủy của nó. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!